Như vậy trong bài này chúng ta sẽ quan tâm đến vị trí các thành phần và làm sao để giữ các thành phần nó không bị chạy so với lại cái bố cục của chúng ta. Thì cái đó là phần định vị. Và dựa vào phần đó thì chúng ta thiết kế một cái menu cho trang web. Như vậy menu thì cũng giống như thế này, nó nằm ở phía trên. Là đối với lại một trang web bất kỳ thì chúng ta sẽ có cái phần menu nó nằm ở phía trên. Ví dụ như là chúng ta có trang VN Express chẳng hạn, hoặc là bất kỳ một cái trang nào các bạn thấy. Thì đây, phần này phía trên của chúng ta nó là phần menu. Vậy làm sao để cho cái menu này nó nằm đúng vị trí này? Và khi chúng ta load lên đó thì cái menu nó nằm im ở vị trí trên cùng, nó không có bị chạy nữa. Chúng ta có thể là chọn một cái đối tượng ở bên trong menu một cách dễ dàng thì nó không bị mất cái menu của chúng ta đi. Như vậy chúng ta gọi là định vị và thiết kế cái phần menu đó. À, như vậy thì trong phần này chúng ta sẽ tham khảo qua một số cái dạng menu. Ví dụ menu này là menu ngang, menu này là menu đứng, thấy không? Cái này và cái này giống nhau. Cái này thì nó đặt cố định, cái này thì nó đặt trong một cái pop-up. À, rồi một cái menu trên này, trang chủ giới thiệu liên hệ thì trên này nó có đăng nhập đăng ký thì nó cũng là menu. Nhưng mà cái vị trí nó khác nhau tí xíu. Đây chúng ta chèn cái hình. Và cái hình này á, thì chúng ta chèn menu lên trên cái hình luôn. Chữ lên trên hình luôn. Nó cũng là menu này, nhưng mà bên này thì bên bên trái, cái này thì là bên phải. Đó thì những cái đó chúng ta gọi là vị trí ha. Vị trí chúng ta muốn đặt để nó ở đâu. Ví dụ như hai đối tượng này mà hai đối tượng khác nhau hoàn toàn thì chúng ta có thể là định vị nó trái hay phải thì dễ, nhưng mà hai đối tượng này chúng ta nó cùng trên một dòng thì cái việc đó nó sẽ có cái kỹ thuật của nó để chúng ta sẽ định vị trí cho nó hợp lý. Đối với lại thiết kế các cái menu thì khi mà chúng ta thiết kế menu, ví dụ ở đây có đăng nhập đăng ký quên mật khẩu, hoặc dưới này là trang chủ giới thiệu liên hệ góp ý đó, thì những cái này nó sẽ cùng một danh sách với nhau, cùng một danh sách với nhau, tiếng Anh tiếng Việt cùng một danh sách với nhau đó. Hoặc là nguyên cả cái menu này nó cùng một danh sách, ở bên này nó cùng một danh sách thì cái đó chúng ta gọi là danh sách. Danh sách thì chúng ta sẽ có kiểu, ví dụ trong cái danh sách của mình chúng ta sẽ có là fillet đầu, còn cái này danh sách chúng ta sử dụng số đầu, còn cái này thì chúng ta không sử dụng gì hết. Danh sách này không có chấm cũng không có số, nhưng các cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ liên quan với nhau và nó cùng một danh sách để chúng ta điều khiển. Nếu chọn cái này thì không chọn cái kia, hoặc là chúng ta lướt chuột qua thì nó sẽ chỉ chọn một trong những cái đó thôi, chứ còn nếu mà chúng ta làm độc lập thì nó không có cái sự liên kết đó, thì chúng ta dùng đến danh sách. Được chưa? Danh sách có thứ tự không thứ tự. Ở đây thì các bạn thấy là danh sách thì chúng ta sẽ dùng L là UL và LI là hai cái thẻ này chúng ta kết hợp lại để chúng ta tạo ra một cái danh sách. Được chưa? Và thuộc tính của nó là list style. List là danh sách, style là kiểu ha. Chúng ta sẽ dùng cái style của nó là list list danh sách. Như vậy thì ở chỗ này là nó cho chúng ta biết là cái kiểu của nó là gì. This là giống như là một cái đĩa đúng không? Thì chúng ta ở đây có chấm. Còn cũng y chang cấu trúc này. Nếu như mà chúng ta đổi CSS thì chúng ta thay vì this thì chúng ta dùng cycle. Cycle thì nó chỉ có cái vòng ngoài thôi. Chúng ta dùng circle thì nó có hình vuông, và chúng ta dùng none tức là không không có. Được chưa nào? Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta làm. Rồi chỗ này cái list style, chỗ này nếu mà list style types là theo kiểu bốn kiểu. Còn nếu như mà các bạn muốn đưa cái icon phía trước thì các bạn sẽ có URL để đưa cái icon, được không? Như vậy mình sẽ demo cái phần này ha, demo phần này để cho các bạn thấy rằng là mình có thể là làm được cái danh sách nó như thế nào. Cái này các bạn thấy là nó giống như là một cái mục lục đúng không nào? Các bạn thấy là
nó giống như là một cái mục lục. Đó, mục lục của chúng ta, được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ demo ở cái phần phần danh sách này chúng ta. Chúng ta sẽ tạo ra một cái folder, và cái folder này của chúng ta gọi là menu. Chúng ta thiết kế menu là chính ha, menu và vị trí. Cũng giống như các bài trước thì các bạn có thể là tạo cái thư mục của các bạn ra, là nó là mình sẽ có cái thư mục CSS riêng, mình sẽ có cái thư mục image riêng, đúng không? Đó thì tùy các bạn sẽ chọn để mà mình làm sao mà cái dữ liệu của mình nó phù hợp với lại cái trang web. Thì cái cấu trúc chung của chúng ta sẽ có một cái thư mục là image, một cái thư mục nữa là CSS. À, như vậy mình tạo ở đây trước luôn. Như vậy ở đây mình có một cái thư mục là image, và mình có một cái thư mục nữa là thư mục là CSS ha. Đó. Và một cái nữa là mình sẽ có một cái trang. Cái trang đầu tiên của chúng ta thì chúng ta đang làm ở đây, cái demo của chúng ta là ở trang 7 đi ha. Trang 7 thì chúng ta có thể là demo chỗ này là p7.html, html5. Rồi, mình đã có được cái cấu trúc của file. Cấu trúc của file thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc đầu tiên của chúng ta ha. Cấu trúc đầu tiên thì chúng ta dùng y chang lại cái này thôi, nhưng mà chúng ta thay đổi cái style ở bên trong thì các bạn sẽ thấy là menu của chúng ta nó sẽ khác. Rồi, ở đây chúng ta sẽ làm cái đầu tiên. Thì khi mà các bạn tạo các cái thẻ ở trong Bootstrap, xin lỗi, trong HTML, thì các bạn có thể tạo cho thầy một cái thẻ div ha. Thẻ div là để tạo khối, và các bạn sẽ bên trong thẻ div này các bạn sẽ tạo cho thầy thẻ ul, và bên trong thẻ ul này các bạn sẽ tạo thẻ li, và chúng ta sẽ có 4 thẻ li, chúng ta nhân 4, được chưa nào? Các bạn thấy là nó tạo ra cho mình chưa? Đó, và ở đây chúng ta cũng có 4, thì cái ul này chúng ta cũng nhân 4, thử coi nào nó ra được cái gì cho chúng ta. Nhân 4, ok. Rồi, chúng ta sẽ làm một cái, sau rồi chúng ta copy cái này ra nhé. Cái ul của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái style của mình là list style this. Đây nó có list style this. Thì cái đầu tiên chúng ta sẽ có là html, cái thứ hai là css, cái thứ ba là tiện ích quản lý. Cái thứ tư là quản lý website. Rồi, nếu mình có đơn giản như vậy thôi thì mình xem thử là cái trang web của mình nó có hiển thị những cái gì. Chúng ta open server, chúng ta sẽ xem thử là trang web của mình nội dung nó sẽ được hiển thị như thế nào. Đó, các bạn thấy được cái list của mình chưa?
Rồi, như vậy là mình đã có được một cái khối đúng không nè? Đó, cái khối của mình. Và tiếp tục mình sẽ copy cái này ra. Copy ra. Và các bạn sẽ xuống dưới tí xíu ha. Rồi, chỗ này sẽ thêm một cái thẻ nữa là thẻ PR để cho nó cách ra mình dễ thấy. Và mình sẽ thay đổi chỗ này ha. Các bạn sẽ thay đổi chỗ này thành cycle. Đây, mình đã có được một cái menu thứ hai. Đúng không? Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy cái này xuống. Này, các bạn sẽ thay đổi equal. Được chưa? Ví dụ như chỗ này đây, các bạn sẽ thay đổi nó thành cái square. À đúng rồi, không phải equal. Thì chúng ta sẽ có là thay đổi được cái cấu trúc. Rồi, như vậy chúng ta sẽ lưu lại để chúng ta thấy có gì khác không. Đây, chúng ta có hình chữ nhật. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy xuống. Và chúng ta chọn ở đây là không có gì. Rồi, như vậy cái quan trọng là các bạn đang muốn chọn cái menu của các bạn như thế nào. Đó, muốn chọn menu của các bạn như thế nào. Rồi giả sử chúng ta muốn xử lý làm sao mà khi chúng ta rê chuột qua thì cái màu nó sẽ khác đúng không? Thì lúc đó các bạn sẽ thiết kế ở bên trong cái CSS. Ví dụ như là CSS của các bạn nó sẽ có cái thẻ của chúng ta là li hover. Thì khi mà li hover thì nó sẽ có cái CSS cho nó. Ví dụ như nó thay đổi màu. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ có một CSS. Và chúng ta sẽ có cái style CSS được chưa nào? Thì chúng ta sẽ có thẻ li li của chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ có cái hover. Li hover. Được chưa? Thì các bạn sẽ định nghĩa cái li hover này khi mà chúng ta rê chuột qua thì cái màu của nó sẽ làm cho chúng ta thay đổi cái màu sắc của nó, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ định nghĩa sau. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái logo nhỏ nhỏ, một cái bullet nhỏ nhỏ để chúng ta làm cái chỗ này là image. Chúng ta sẽ làm cái phần image ở đây. Như vậy thì ở trong cái phần này, tí nữa chúng ta sẽ định nghĩa cho nó cái phần style. Chúng ta sẽ tìm một cái fillet nha các bạn, một cái fillet nhỏ. Chúng ta sẽ lên mạng, chúng ta sẽ search một cái fillet chúng ta sẽ lấy một cái biểu tượng nào đó ha. À, mình sẽ có hai cần bootstrap đi.
Giả sử như mình lấy một cái icon Bootstrap ở đây để mình làm cái icon cho cái menu của mình ha. Ví dụ mình lấy cái icon này đi, thì trong cái icon này các bạn có thể là download ở cái dạng file là SVG hoặc là các bạn download ở dạng file hình ảnh. Thì chúng ta download ở dạng file SVG trước, rồi sau đó chúng ta muốn thì chúng ta có thể là download ở dạng hình ảnh cũng được, đúng không nào? Đó, ví dụ như inline text ở đây. Đó, chúng ta có thể là download copy cái nội dung của cái SVG để có thể là đưa cái đường dẫn của cái đối tượng này vào bên trong. Như vậy file SVG là file ở dạng là vector, cho nên là khi mà mình thay đổi thông số ở bên trong này thì cái hình ảnh của nó sẽ thay đổi theo. Đó là cái cách mà tốt của thằng SVG. Đây, SVG của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ có chỗ này thì chúng ta sẽ thử khách, chúng ta bỏ vô cái dự án của mình. Dự án của mình là code ô việt vị trí menu image, dán vào đây được chưa nào? Như vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ thay đổi chỗ này, chúng ta sẽ thay đổi cái gì? Chúng ta sẽ thay đổi một cái menu nữa. Và menu này của chúng ta ở đây, nó sẽ là cái style của chúng ta. Đó, style của chúng ta là image. Image thì các bạn sẽ có là URL để chỉ cái đường dẫn cho nó. Và đường dẫn của nó thì chúng ta nên có ở đây. Chấm xịt image. Rồi chúng ta chưa thấy được cái chấm xịt thì chúng ta có chấm chấm xịt nếu mà chúng ta đang ở đây thì chấm xịt chứ ta, chấm xịt rồi xịt, chúng ta đang ở đây. Rồi, nó chưa nhận diện được, chưa nhận diện được bullet gift. Control C, chúng ta bỏ ra cùng cấp trước thử coi nào. List style image nó chưa nhận diện được cái file SVG. List style image SVG, mình có thể là tìm cái bullet khác. Các bạn tìm cái bullet rồi chúng ta sẽ chuyển download cái này thành PNG hoặc là NVG.
Download SVG. Ủa, cái này nó không cho. Rồi, ok. Rồi, như vậy là các bạn đã có được cái fillet. Như vậy chỗ này mình có thể là chấm seek image. Ok. Được chưa? Đó, như vậy thì các bạn đã đưa được cái logo, một cái hình ảnh vào bên trong cái menu của mình. Được chưa nào? Các bạn làm lại chỗ này giúp thầy. Được chưa? Code của mình các bạn sẽ làm lại giúp thầy nhé.